Khắc Thanh xin kính chào các bác. Hôm nay cửa hàng Khắc Thanh sẽ giới thiệu với bác mẫu laptop HP nhập khẩu từ Mỹ, cực kỳ tuyệt vời. Trước kia mới thì nó có giá khoảng 25 triệu. Nhưng nay Khắc Thanh nhập về hàng cũ đã qua sử dụng, tuy nhiên vẫn còn đẹp trên 90%. Và Khắc Thanh bán với giá chỉ từ 6 triệu 500 nghìn tùy chế độ bảo hành, giá chỉ từ 6 triệu 500 nghìn. Với 6 triệu 500 nghìn thì các bác có ngay một laptop thiết kế cực kỳ là cao cấp, dòng cao cấp, thiết kế nhôm, nguyên khối, siêu mỏng, tuyệt đẹp. Và đặc biệt là máy cấu hình cực mạnh, cấu hình có i5, RAM 4GB và đặc biệt là chạy ổ SSD. Cho nên là khi các bác sử dụng thì không sợ máy bị va đập hoặc là di chuyển. Tại vì ổ SSD là ổ không có động cơ quay như ổ cứng thông thường, nó dạng thể rắn và tốc độ cực kỳ cao. Nên là khi khởi động vào nguyên chỉ mất 10 giây thôi. Như vậy cấu hình của máy cực kỳ là cao và chạy ổ SSD dạng thể rắn, không sợ va đập và tốc độ truy cập cực kỳ cao, máy chạy cực kỳ nhanh luôn các bác nhé. Máy này khi mới thì có giá khoảng 25 triệu, nay Khắc Thanh nhập về hàng qua sử dụng nhưng còn rất đẹp trên 90%, bán với giá là thấp nhất là 6 triệu 500 nghìn tùy chế độ bảo hành dài thì giá sẽ cao hơn. Bạn hãy nhanh tay sở hữu mẫu laptop cực kỳ tuyệt vời này. Mời các bác quan sát đây, màn hình cực kỳ mỏng luôn, thiết kế nhôm cao cấp, bàn phím có đèn led nha các bác nhé, chỉ có ở trên những dòng cao cấp. Máy cực mỏng luôn, quá tuyệt vời. Cấu hình của máy cực cao, có i5 RAM 4GB, chạy ổ SSD, tốc độ cực cao, không sợ va đập. Máy cấu hình cực cao, đặc biệt là các bác có thể chạy Win 4, Win 7 trở lên, Win 7, Win 8, Win 10, chạy được hết. Rồi, sau đây thì sẽ khởi động cho các bác quan sát là tốc độ khởi động đối với Win 7. Khi mà các bác cài Win 10 thì tốc độ khởi động còn cao hơn, tuy nhiên thì Win 7 thì sử dụng sẽ công dụng hơn. Ngay sau đây khởi động cho các bác nhé, chỉ tầm 10 giây thôi là đã khởi động xong. Ổ SSD chạy tốc độ cực cao và không sợ va đập và di chuyển mà không cần tắt máy, thoải mái luôn, không sợ va đập và đặc biệt là rất tiết kiệm pin. Tuy là máy qua sử dụng nhưng mà thời lượng pin của nó rất dài, vẫn tầm khoảng 5 tiếng. Đây, sau đây khởi động cho bác nhé. Và quan sát này, cấu hình i5 và đặc biệt là máy tuy qua sử dụng nhưng mà rất đẹp, đẹp trên 90%, và khẳng định với các bác là máy còn zin các bác nhé, chưa bung, chưa sửa chữa, quá tuyệt vời luôn. Với chỉ hơn 6 triệu là các bác có sở hữu ngay một sản phẩm đầy đủ tính năng của sản phẩm cao cấp ở trên 20 triệu. Khi mới thì đã trên 20 triệu rồi các bác nhé. Rồi, khởi động cho các bác này, màn hình sáng lên cực kỳ đẹp luôn. Khởi động chỉ tầm 10 giây thôi. Đấy, các bác quan sát này, đấy, cấu hình cực mạnh và chạy ổ SSD cho nên là tốc độ cực cao luôn. Rồi, để sở hữu cái
mẫu laptop tuyệt vời trong tầm giá rất là bình dân. Thì các bác xin liên hệ Cát Thanh. Rồi, xin cảm ơn các bác.